70 rồi, không ai nuôi. Con gái thì ở bên nào, con trai thì làm rừng ở kia. Ờ, làm rồi. Ăn làm không có cái đầu cá thôi. Chào, với anh rồi. Bây giờ đi qua thăm hoàn cảnh khác nha cả nhà. Chào bà con, tất cả quý vị khán giả. Bây giờ đi, tiếp tục đi qua thăm hoàn cảnh khác kìa. À, một trong những gia đình khổ. Em là gì? Cháu của bà. Ờ. Sao 70 mấy tuổi mà nhìn yếu quá nhỉ? Thôi tụi con không có gì nhiều, chỉ có một chút món quà nhỏ nhỏ gửi bà nha. Cái này có biết xài không? Có biết xài tiền không? Bà không biết xài thì đưa cho cháu giữ để cháu mua thức ăn hay những gì bà muốn để bà xài, bà xài nha. Bà đi lượm con bò về bán. Muốn ăn cái gì cho cháu mua nha. Đâu hết nè. Dạ, cứ cái này cho một chút quà, chút tiền bà mua thuốc uống nha. Nha. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Không nhớ. 70 mấy tuổi. 70 mấy tuổi à? Con gửi bà. À. Mua thêm, mua gì á, mắm muối gì đó. Một ngày lượm được bao nhiêu bao? Ở nhà mình mấy người hả? Bao thì bán được bao nhiêu? 35.000 hả? Ngày bà đi lượm một, cái số tiền đó là bà giữ ăn một mình bà hay là 35.000 nó nuôi cả gia đình? Rồi bye bye bạn nha. Bye bye nha. Chúc nhiều sức khỏe nha. Chúc nhiều sức khỏe nha. Bye bye nhiều sức khỏe nha. Bye bye bà. Cô nhiêu? Cô bao nhiêu tuổi rồi? 70 rồi. 70 rồi hả? Ừ. Ồ. Không ai nuôi. Con của cô đâu? Trời. Hả? Mình đẻ ít. Không có nhiều. Đẻ không có đẻ nhiều. Ừ, đẻ mấy đứa? Đẻ mấy người? Có 3 người thôi. À, 3 người thôi. Con gái thì ở bên nào? Con trai thì làm rừng ở kia. Ừ, con trai á nó làm ở bên Đà Lạt. Không ai chăm bà đâu. Không có cháu hả? Cháu nhỏ nó biết đi con kia kìa. Không ai chăm mình đấy. Mới được xây nhà tình thân. Đó, Ngọc Anh chi đàng hoàng đó. À, Ngọc Anh. Ừ. Đàng hoàng thôi. Ừ. Rồi, Ngọc bao Anh chi đàng hoàng đó. Rồi, dạ đi cô. Dạ, dạ có gì. Cảm ơn các cháu nha. Dạ. Ừ. Tôi nghiệp các cháu nha. Cảm ơn nha. Ngồi vô em.
Ba cho con gửi cho bà nhé. Cảm ơn cháu. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Ở đây là món quà nhỏ thôi nhưng mà hy vọng là tấm lòng của tụi con là sẽ ủng hộ bà trong thời gian sắp tới nha. Cảm ơn cháu nhiều nha. Nè gạo với lại tiền nha. Dạ. Rồi thích ăn gì của đó nha. Dạ. Mình biết. Mình tin kinh rõ lắm. Nhưng mà rảnh nhớ lên chùa chị Ngọc Anh nghe kinh nha. Dạ. Có đi nổi không? Có đi lên chùa kìa. Nhưng mà có lên chùa nổi không? Bồ Tát kìa. Nhưng mà có lên chùa không? Có ai lên chùa nghe kinh không? Hay là chỉ nghe ở nhà thôi? Có nên là kìa. Dạ Phật cô. Ờ bà rồi. Nhớ niệm Phật nha bà. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Tặng con cái tượng được không? Bao nhiêu tiền trong đó đó. Tặng tao cái tượng được không? Ừ. Cái này làm cái này nè, cái này tiền nhiều cất nè, để mình nước nè. Dạ. Cất vào. Cảm ơn các cháu nha. Dạ. Phù hộ mình nha. Dạ. Là Bồ Tát cũng phù hộ mình. Dạ. Là các cháu cũng phù hộ mình. Đi qua đây, qua đây, qua đây. Nha. Rồi. Dạ. Cảm ơn các cháu nhiều nha. Thôi giờ mình đi nghèo nè. Hôm nay mình đi gần gần ha. Ở trước là vẫn đi xa. Đây gần cái chỗ Vinh Bảo Đại, chỗ cái hồ lắc á cả nhà. Gần cái chỗ Vinh Bảo Đại hồ lắc. Này đồ ăn luôn á. Dạ, đồ ăn. Đồ ăn. Ăn là không có thịt đâu, chỉ có mua cái đầu cá thôi, không có tìm mua cái đầu nữa. Đây, cái đồ ăn với lại nồi cơm. Cái đầu thôi. Ăn gì vậy? Đây nè. Họ chỉ mua cái đầu cá thôi. Biết gì không? Hả? Cơm chợ. À, cái này mấy sầu đuông với lại bắp chuối. Bắp chuối. Bắp chuối. Chào thơm lắm. 62. Quá trên nè. 62 tuổi. Quá trên nè. Nè ngồi đây này, bà ngồi đây. Ngon quá à. Con nghe kim. Tuổi bao nhiêu rồi? Đã bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu rồi? Bao nhiêu tuổi rồi? 62 rồi. 62 tuổi hả? Ừ. Ồ. Nhưng mà chị, còn khỏe ha. Chị tên gì vậy? Chị tên gì? Tên là Viên. Thông Viên. Vơ Viên. Thông Vơ Viên. Hơ Viên. Hơ Viên. Hơ Viên. Đây Mạnh Thường Quân. Về tặng gạo với tiền. Nè nè. Bên đây. Dạ. Thôi cho con gửi chúc mừng nha. Gửi chúc mừng bà nha. Bé bên đây cũng chúc bà nhiều sức khỏe nha. Ở đây chúc chúc hòa mọn, nếu mà có bệnh thì lấy mua thuốc mang mà uống nha. Có bệnh gì trong người không? Đang có bệnh gì trong người không? Còn hả? Không. Có khỏe mạnh không? Có khỏe mạnh không? Ừ. Còn có đi làm rẫy không? Có đi làm kiếm tiền không? Đi chăn bò. Đi cầm phân bò, đi nhum nhựa. Đi trong cái cuối cùng này gì? Đi cầm cái nhâm nhựa, đi lượm nhâm nhựa. À, lượm nhâm nhựa, lượm dây chai. Lượm phân bò được nhiều tiền không? 8.000, 10.000, nhiêu mà. 8.000, 10.000. Rồi á, là chăn bò một ngày được bao nhiêu? Không có, chăn bò. Không có. Không có, à. Chăn giùm để lượm phân bò thôi. Làm kim thôi, làm kim bỏ người ta thôi. Đúng rồi, bò của người ta, đi chăn mướn, không phải chăn mướn, chăn giùm, được lượm phân bò. Đúng không? Đúng không? Vì phải cho bò ăn nhiều, cho nó ỉa nhiều. Đúng.
Ok thôi, tụi con không có thời gian nhiều nên là tụi con chỉ ghé thăm bác như vậy thôi. Chúc bác nhiều sức khỏe nha. Tụi con phải đi nha. Ok nha, cảm ơn nha. Gặp sau nha, bye bye. Bye bye. Cảm ơn cháu rồi. Ôi leo. Alo, chào bà. Rồi em luôn đi. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Vô nhà bà đi. Bà vô đi là tụi con vô. Vô nhà đi. Ủa? Dạ lên. Ôi trời ơi. Ê ba. Ôi trời ơi. Rồi dạ lên, dạ lên, dạ lên. Một, hai, ba. Ôi trời ơi. Một lạc đã bỗng ấy ngoặn lên luôn á. Chịu nổi. Đi lên nhà bà đi. Ôi chào cô. Đây Mạnh Thường Quân nè, lên thăm nè. Ồ, cô tên gì? Cô tên gì? Cô tên gì? Bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà nghe không? Bà có nghe không? Có nghe không? Có nghe tụi con nói cái gì không? Dạ. Hả? Có nghe không? Bà có biết tiếng Kinh không? Bà biết nói tiếng người Nam mình không? Kinh. Hả? Tiếng Kinh. Tiếng Kinh. Ờ, tiếng Kinh. Có nghe không? Sợ không nghe được ấy. Bà không hiểu tiếng Việt á. Không hiểu tiếng Việt không? Cho con gửi bà món quà nha. Rồi. Nha. Gửi luôn. Không nghe được rồi. Bà ơi. Cháu gửi cho bà luôn. Dạ. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Bà có chiếc nhẫn bông hồng kìa. Giàu quá trời giàu luôn, còn vàng dòng quá trời nè. Đây nè. Còn giàu quá trời luôn à. Đi vô cho tham quan cái. Có chừng té. Đây, con lo bao gạo vô cho bà không chị? Hả? Có cần lo bao gạo vô trong cho bà không? Rồi, gái mình hàng bên nước rồi. Alo, máy. Ai sao? Bà nói gì? Bà nói gì? Bà nói nhà bà sắp gãy. Sắp mục quá hả? Đi. Không cả nhà, thì trong buổi sáng đi khảo sát vô thăm mấy bà con người đồng bào, thấy thật sự ra những người lớn tuổi ở nơi đây rất là tội nghiệp,
Đặc biệt cái video trước, cả nhà xem cái video ở đằng trước hồi nãy là cái bà cụ 100 tuổi á. Thấy bà cụ thương ghê. Rồi những người già neo đơn. Và con cái thì đi lên dần hỏi. Đó, ta sống còn ở đây một mình rất là tội nghiệp. Mời cả nhà đi cùng tiếp với Sang nha cả nhà. Đó.